Hello, xin chào mọi người, lại là Tiểu Linh đây. Hôm nay á, thì mình được nghỉ hè rồi nên là mình sẽ đi bẫy những cái con chim hút mật cho các bạn xem nha. Nhưng mà hiện tại ở chỗ mình á, không nhận là có hút mật 5 màu đâu, nhưng mà nó còn có hỏng đen nè, út mít, sát pháo vẫn có luôn. Nhưng mà quan trọng là mình có bẫy được nó hay là không. Tại vì ở chỗ mình á, mấy con chim này mình người ta đi bẫy nhiều quá, với lại người ta đánh keo rất là nhiều luôn, nên là bây giờ mình đi bẫy lập á, thì cũng không có được luôn. Còn mình đánh keo cũng không ổn luôn. Mới tới khúc này bẫy á, thì em mình nó thấy chim kêu nhiều quá nên là nó bậy thử, ai nhè đâu quá trời chim luôn. Nhưng mà chim ở đây á, nó không có lanh, với lại á, kiểu như mình bậy á, nó vẫn dính nha, chứ nó không phải là không dính và nó cũng không có bay luôn. Nói chung là khá là nhiều chim về luôn, bậy một xíu thôi mà được 6-7 con luôn á các bạn. Lúc trước á, thì mình đi bậy lụp thôi, mình không có biết bậy keo, tại vì bậy keo nó dính á, khá là tội nó luôn. Nhưng mà về sau này á, thì mình đi bậy á, lúc nào mình cũng thấy người ta đi mà người ta cầm mấy cái cây keo đi rồi người ta bậy khá là nhiều luôn, nên là bây giờ tới lượt mình bậy á, thì sẽ không có. Nếu mà các bạn đánh lụp không á, thì sẽ không có con nào hết trơn luôn á. Nên là mình với em mình đi bẫy á, thì hôm nay khá là hơi luôn, tại vì mới vô là bẫy được. Hồi sáng giờ mình với em mình đi rất là bội thu luôn nha, đi chưa tới nửa tiếng đồng hồ đâu mà dính được 4 con rồi. Hiện tại thì ba con nó nằm ở trong cái này, em mình thì nó đang đi gọi thêm một con bụi nữa, khá là nhiều rồi. Còn hôm bữa mình với em mình đi á, mình không có quay clip trên YouTube đâu, mình quay clip trên TikTok, tại vì mình cũng có một kênh TikTok là Tiểu Linh Đi Học, nên là các bạn nào mà muốn theo dõi cuộc sống vlog của mình á, thì các bạn có thể qua TikTok các bạn theo dõi kênh TikTok Tiểu Linh Đi Học của mình nha. Cái hôm đó là mình với em mình đi bậy á, mất cả tiếng đồng hồ mới được một con, nói chung là khá là lâu á, đợi chờ nó có khi còn không dính được một con nào luôn, đi tê không về cũng có nữa, tại vì mấy cái con hút mật hỏng đen rồi út mít á thì có là nhiều nhưng mà không có bậy được. Không biết hiện tại ở chỗ mọi người á, nếu mà mọi người ra tiệm mọi người mua một con chim hút mít út mực hỏng đen gì đó thì giá nó tầm bao nhiêu, còn đối với mình á thì mình bán giá nó rẻ một xíu cho các bạn mua về các bạn chơi thoải mái luôn. Tại vì mình cái này là mình đi bậy về mình nuôi, mình vô cám mình bán á, thì mình sẽ lấy rẻ một xíu, tại vì mình không có mở cửa hàng và mình cũng không có đóng tiền thuê nhà thuê này thuê kia, mình chỉ lấy cái tiền mình vô cám nè, xong rồi cái tiền công của mình đi bậy thôi, nên là mình sẽ bán rẻ hơn những cái tiệm ở ngoài người ta bán cho các bạn. Sáng giờ đi bậy là dính được 5 con một chỗ luôn, một chỗ này thôi dính được 5 con. Nên là những cái bạn nào ở lân cận ở Bình Thuận nè, hoặc là ở Sài Gòn, ở Đồng Nai, hay là ở Đà Lạt, hay là ở Ninh Thuận á, thì mình có thể ship chim cho các bạn trong ngày, các bạn vẫn nhận được luôn nha. Mình sẽ ship xe khách cho các bạn, tại vì á chim á mình không thể nào gửi bằng shipper giao tới cho các bạn được. Nếu mà gửi bằng shipper giao tới á, là tới 2 đến 4 ngày mới nhận được, thì chim nó sẽ ngậm củ tỏi luôn nha, nó không còn sống. Nên là mình sẽ gửi xe khách đi cho các bạn. Khi mà các bạn mua chim ở bên mình á, nếu mà các bạn nhận được hàng chim khỏe ok thì các bạn nhắn tin phản hồi lại với mình, còn nếu mà chim mà nó có bị trục trặc gì á thì các bạn nhắn tin inbox với mình, lần sau mình sẽ gửi lại cái con khác cho các bạn.